SpaceX đã công bố thời điểm diễn ra dự án thứ 30 trên Binance Launch Pool Project Galaxy là một mạng dữ liệu thông tin xác thực Web 3 được xây dựng trên cơ sở hạ tầng hợp tác mở. Project Galaxy giúp cho các nhà phát triển và dự án Web 3 tận dụng dữ liệu thông tin xác thực kỹ thuật số và NFT. Dữ liệu xác thực được thu thập từ các cơ sở dữ liệu đóng, dẫn đến việc thông tin bị phân mảnh. Dự án Galaxy đề ra phương pháp sử dụng mạng dữ liệu thông tin xác thực mở và có thể truy cập được cho tất cả các nhà phát triển trong Web 3. Người dùng cũng có thể sử dụng BNB, BUSD và CAC để đầu tư vào các pool riêng biệt để bắt đầu farm Galaxy trong 30 ngày. Thời gian farm bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 năm 2022, lúc 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Binance sau đó sẽ niêm yết Galaxy vào Innovation Zone là khu vực cho các đồng coin mới vào lúc 5 tháng 5 năm 2022, lúc 19 giờ tối. Tại thời điểm này, Binance cho phép các cặp giao dịch như là Galaxy trên BTC hay Galaxy trên BNB, Galaxy trên BUSD và Galaxy trên USDT.